Peter? They're gonna kill me. wait, why is yours closer than mine? Hi, Peter! Hello. Hi! Man, the lighting's bad on this. How do I fix it? I don't know. Whose camera is that? Your 36? I don't know how to use it then. I don't touch that. Yeah. Man, my head is so shaky.
tay quý vị đứng lại nhìn coi. Như vậy thì đâu có nghĩa là hôm nay bà Táo nói đúng phải không? Cái đoàn Teresa là không phải lên Las Vegas đánh bài. Phải không? Đúng không? Yes. Còn lên Las Vegas con làm gì trời? Đánh bài. Đi múa. Ủa vậy? Một tràng pháo tay nữa cho cái đoàn Teresa.